Chào mọi người, bây giờ là tiếp tục giới thiệu cho người một cái bộ cần siết 11 chi tiết có giá 359 ngàn của hãng Kendall. Thì đây là cái dòng mà cần siết, cái dòng bằng thép CRV anh em ha. Gồm cái dòng trong đây nè, nó gồm có 72 răng. Những cái răng răng nhiều thì nó sẽ có lực nó mạnh hơn nha anh em. Đó. Thì trên đây nó gồm những cái đầu khẩu như thế này, mà đầu khẩu như này thì nó dùng bằng bông nha, chứ không phải lục giác. Nó lớn nhất là 24, nó có size là 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 19, 22, 24 đó, mình đếm rất rõ nha anh em ha. Đó, nhiều lúc anh em hỏi có thêm này không, có thêm kia không, nó mất công lắm. Mình đếm sao thì nó có vậy đó. Tại một cái trong một cái bộ nó sản xuất ra thì nó không thể có thêm những này thêm những cái kia ha. Đó, thì nguyên bộ này chỉ có 359 ngàn thôi, giá khá là mềm luôn. Cần siết tự động ha. Đó, đó rất là đẹp ha. Thì mình vẫn thích những cái đây, anh em những cái đầu khẩu nè, những cái răng bên trong ha. Đó, đầu khẩu là bằng thép CRV. À, candle 24 mm. 24 này thì anh em có thể mở ốc được bánh sau nha, bánh sau tay ga 24 đó, mình có thể dùng cái đầu này mình mở nha. Những cái răng, những cái loại mà hình bông như thế này thì cái lực nó sẽ mạnh hơn. Đó là mình sẽ bỏ vô đây. Khá là mềm luôn nha, tay cầm rất là đẹp nha anh em, nó hàng nè anh em thấy không. Đẹp. Có 359 ngàn thôi anh em ha, 359 ngàn thôi, giá chưa bao gồm phí ship. Anh em có nhu cầu thì cứ ghé cái hàng lấy, nó sẽ nằm ở trong một cái vị giống như thế này. Anh em mua về thì có thể mình treo lên ha, xài cái gì thì xong mình treo lên như thế này đó, mình treo lên để không phải bị thất lạc hoặc bị mất. Có những trường hợp mà chúng ta xài rồi chúng ta bỏ trong một cái túi, những cái đầu này chúng ta khó tìm lắm, em lần tìm nó mệt lắm, thì chúng ta cứ để như vậy, chúng ta muốn kiếm gì chúng ta dựa vào cái số này chúng ta dễ kiếm hơn đó. Còn ta thả trong cái trong một cái thùng á, mỗi lần đi tìm cái số phải tìm từng cái rất là bực ha, rất là lâu, trong khi chúng ta cần công việc chúng ta đang cần đó. Rồi ok anh em á, 359 ngàn cho cái bộ cần siết của hãng Kendall 11 chi tiết, rất là đẹp luôn đó. Nha, anh thấy rõ không đó, tất cả những cái gì đều là bằng bông hết nè, anh thấy không? Đó. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại bên dưới ha, hoặc ghé cái hàng lấy. Giá này bao gồm chưa bao gồm phí ship nha. Giá này chưa bao gồm phí ship, anh em mua hàng bao gồm cộng thêm tiền ship hàng giao dùm. Những bộ này thì đóng gói là cộng thêm tiền ship nha anh em. Nó quấn ni lông lại đóng gói là bao bì xuất hàng thôi. Đó, cộng thêm phí ship, còn anh em không muốn phí ship thì ghé cửa hàng lấy là được, là không có tính phí ha. 359 ngàn. Rồi, cảm ơn em á, xin chào, hẹn gặp lại.